Chương trình 360 độ Nhật Bản hôm nay sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung chính như sau. Hãng Casio tổ chức sự kiện kỷ niệm 40 năm ra mắt đồng hồ G-Shock. Đồng hồ G-Shock đã đăng ký thành công nhãn hiệu 3 chiều. Diễn đàn công viên chuyển đổi số, nơi hội tụ của những sản phẩm công nghệ số tiên tiến và nơi kết nối các doanh nghiệp chuyển đổi số. Hoạt động chạy bộ nhặt rác ở Tokyo, một hoạt động thiết thực vì một Tokyo sạch đẹp. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình 360 độ Nhật Bản ngày hôm nay. Đại Dương rất vui được đồng hành với quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay mặc dù hầu hết mọi người đều có điện thoại thông minh và thật dễ để có thể biết thời gian. Tuy nhiên thì đồng hồ vẫn được nhiều người ưa chuộng vì bên cạnh công dụng để xem giờ thì đồng hồ còn là một phụ kiện thời trang thể hiện phong cách và cá tính của mỗi người. G-Shock là một thương hiệu đồng hồ nổi tiếng đến từ đất nước mặt trời mọc. Trong suốt 40 năm kể từ khi ra đời, G-Shock đã không ngừng phát triển và trở thành biểu tượng của sức mạnh và sự bền bỉ. Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1983, tới nay thì đồng hồ G-Shock vẫn được nhiều người đặc biệt yêu thích bởi khả năng chống sốc, liên tục ứng dụng công nghệ mới và sáng tạo trong thiết kế. 2023 là một năm đặc biệt đối với hãng Casio, tròn 40 năm ra mắt dòng sản phẩm G-Shock. 40 năm trước, G-Shock được ra đời và là chiếc đồng hồ có khả năng chịu sốc tốt nhất. Để G-Shock có thể thâm nhập trên thị trường toàn cầu, Casio đã thường xuyên tổ chức các sự kiện quảng bá tại nhiều quốc gia. Hãng không chỉ giới thiệu về sự quen thuộc mà còn cả tính năng và phong cách hiện đại của dòng sản phẩm này. Theo đó, G-Shock đã liên tục tạo được những bước tiến đáng kể. Và sự kiện năm nay được tổ chức đặc biệt hoành tráng. Chúng tôi đã tổ chức sự kiện G-Shock 80 lần tại 34 quốc gia trên khắp thế giới. Sự kiện G-Shock có 4 đặc điểm thu hút chính. Thứ nhất là chúng tôi tổ chức sự kiện quảng bá lớn cho dòng sản phẩm này khắp toàn cầu. Thứ hai, G-Shock đã có mặt trên thị trường 40 năm và có tới 5 triệu người hâm mộ trung thành. Thứ ba, chúng tôi bán dòng sản phẩm này tại 140 quốc gia và đang giao hàng 140 triệu sản phẩm. Đồng hồ G-Shock được bán tại khoảng 2.500 cửa hàng trên khắp thế giới và chúng tôi cho rằng đây là một sản phẩm có giá trị rất cao mà bất cứ ai cũng có thể dễ dàng sở hữu. Thứ tư là chất lượng sản phẩm của G-Shock. G-Shock là một sản phẩm có 102 và có độ bền tuyệt đối. Bên cạnh đó, loại nhựa đặc biệt dành riêng cho dòng sản phẩm này có thể được sử dụng để thể hiện nhiều thiết kế đa dạng. G-Shock đã có chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực âm nhạc, thể thao và văn hóa. Điểm thu hút chính của G-Shock chính là nó không chỉ đơn thuần là một chiếc đồng hồ. Đồng hồ G-Shock của Casio sẽ tiếp tục mang tới cho những người hâm mộ trung thành, yêu mến G-Shock và những người sử dụng trong tương lai những giá trị độc đáo, niềm vui và sự hứng khởi. Vì vậy, chúng tôi hy vọng các bạn sẽ vẫn tiếp tục yêu mến thương hiệu G-Shock. Với 40 năm phát triển tính năng và tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, G-Shock hứa hẹn sẽ thu hút thêm nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới trong tương lai. Thưa quý vị, hiện nay việc đăng ký nhãn hiệu ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Trong đó, nhãn hiệu 3 chiều là một khái niệm còn khá mới và chưa được ứng dụng trên thực tế một cách phổ biến. Thực ra, nhãn hiệu 3 chiều hay còn gọi là nhãn hiệu lập thể là hình dạng thể hiện trong không gian 3 chiều, bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao, giúp cho người tiêu dùng nhận biết nguồn gốc của một sản phẩm nào đó. Mới đây, hãng Casio đã đăng ký thành công nhãn hiệu 3 chiều cho đồng hồ G-Shock của mình. Đây là một dấu mốc quan trọng không chỉ bảo vệ thương hiệu mà còn đảm bảo uy tín và sự độc đáo của sản phẩm này. Trong dịp kỷ niệm 40 năm ra mắt đồng hồ G-Shock của Casio, đội ngũ phụ trách vấn đề sở hữu trí tuệ của Casio đã đăng ký thành công nhãn hiệu 3 chiều của G-Shock tại Nhật Bản. Mẫu trưng bày tại đây đã được đăng ký nhãn hiệu 3 chiều. Còn đây là mẫu đồng hồ G-Shock nguyên bản. Đồng hồ G-Shock vốn đã được đăng ký thương hiệu chung với kiểu dáng, logo và tên của sản phẩm. Bảo hộ nhãn hiệu 3 chiều đảm bảo quyền lợi nhãn hiệu dành riêng cho kiểu dáng của sản phẩm. Để hiện thực hóa việc đăng ký bảo hộ, đội ngũ cấp phép và sở hữu trí tuệ của Casio đã làm việc với văn phòng sáng chế để cho thấy thiết kế nguyên bản của G-Shock đã quen thuộc với người tiêu dùng tới mức nào. Với nhãn hiệu 3 chiều của đồng hồ G-Shock có logo và chữ cái, điểm quan trọng là liệu kiểu dáng của sản phẩm có dễ dàng được công chúng nhận ra hay không. Văn phòng sáng chế đã đặt ra yêu cầu rất cao đối với sự nhận diện của công chúng. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ra mắt đồng hồ G-Shock, chúng tôi đã thu thập rất nhiều tài liệu, chẳng hạn như sách báo cũ, lịch sử bán hàng và các quảng cáo. Số tài liệu đó chất đầy khoảng 3 thùng các tông. Casio nhất quyết muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu 3 chiều cho thiết kế kiểu dáng hình vuông nguyên bản của đồng hồ G-Shock. Kiểu dáng này đã được phát triển để đạt được độ chống sốc tuyệt đối và bảo vệ các bộ phận của sản phẩm. Để mọi người có thể thấy được giá trị thương hiệu vô hình của sản phẩm, chúng tôi mong muốn đăng ký bảo hộ kiểu dáng của đồng hồ G-Shock dưới dạng nhãn hiệu 3 chiều. Đồng hồ G-Shock nguyên bản được thiết kế để chống sốc, và kiểu dáng của sản phẩm không phải tình cờ mà như vậy, đó là kiểu dáng hoàn hảo. Một trong những chủ đề của dòng sản phẩm G-Shock là cách mạng. Thiết kế nguyên bản sẽ liên tục được sử dụng trong tương lai. Đội ngũ cấp phép và sở hữu trí tuệ của Casio sẽ tiếp tục cố gắng đăng ký thành công nhãn hiệu 3 chiều và các sáng chế khác để duy trì giá trị bền vững của chúng tôi. Casio đã nỗ lực hơn 3 năm để đăng ký thành công nhãn hiệu 3 chiều. Thành công này tới từ niềm tự hào và sự tôn trọng mà hãng Casio dành cho thương hiệu G-Shock. Thưa quý vị, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ thì chuyển đổi số là xu thế tất yếu. Đây là một sứ mệnh không thể được thực hiện một cách đơn lẻ mà nó đòi hỏi sự kết nối của nhiều người và nhiều đơn vị doanh nghiệp khác nhau. Vừa qua tại Nhật Bản, công ty NTT Communications đã tổ chức một diễn đàn kinh doanh mang tên Công viên chuyển đổi số. Đây không chỉ là nơi trưng bày những sản phẩm công nghệ nổi bật của tập đoàn NTT mà còn là không gian để kết nối các doanh nghiệp đến từ khắp Nhật Bản và ở nhiều nơi trên thế giới. Công ty NTT Communications đã tổ chức diễn đàn kinh doanh công viên chuyển đổi số tại Tokyo. Tại đây, công ty đã giới thiệu các công nghệ hàng đầu về mạng lưới kết nối vạn vật IoT, 5G, robot và avatar AI. Những công nghệ hàng đầu đa dạng này cho thấy sự thay đổi năng động của đời sống xã hội trong tương lai. Chúng tôi sẽ kết nối những thứ lớn lao bằng cách vận dụng công nghệ thông tin và truyền thông ICT trong nhiều nhiệm vụ khác nhau. Chúng tôi sẽ tái kết nối hậu đại dịch COVID-19. Mục tiêu là kết nối các doanh nghiệp. Diễn đàn kinh doanh Docomo sẽ nỗ lực để kiến tạo một xã hội bền vững. Chúng tôi cũng đang phát triển mạng lưới thực và mạng lưới kết nối vạn vật IoT để kết nối kinh doanh toàn cầu. Chúng tôi mong muốn đạt được thành tựu trên toàn cầu và không chỉ kết nối các doanh nghiệp trong nước mà còn phát triển kinh doanh trên khắp thế giới. Một trong những sản phẩm trưng bày chính là Robico. Tên gọi của nó được kết hợp của 3 từ Robot, Mobility là tính cơ động và Control là khả năng điều khiển. Với giả định rằng xã hội trong tương lai sẽ bị già hóa và thiếu hụt nhân lực, NTT Communications đã phát triển việc vận hành robot để giao nhận hàng hóa, bảo vệ an ninh và quản lý cơ sở vật chất. Tiếp đón khách hàng bằng Avatar AI là một công nghệ tiên tiến khác được NTT Communications phát triển. Nó hoàn toàn có khả năng trò chuyện với khách hàng, đánh giá cảm xúc của khách hàng, nhận ra yêu cầu cơ bản của khách hàng và được trang bị sẵn kiến thức của thế hệ AI hiện nay. Trong công nghệ mới nhất này, chúng tôi có thể xác định cảm xúc của người nói để kết hợp vào phần thể hiện của Avatar AI. Ví dụ khi trò chuyện với một người đang gặp vấn đề, nên dùng từ ngữ như thế nào cho đúng mực. Đối với người đang nóng vội thì từ ngữ và thái độ như thế nào là phù hợp. Để giải quyết những vấn đề này, chúng tôi vận dụng AI theo thế hệ để có thể đạt được phản ứng thích hợp. Đây chính là giá trị và điểm mạnh của AI theo thế hệ. Tôi tin rằng hệ thống avatar AI này sẽ được đánh giá cao. Bằng việc kết hợp các công nghệ tiên tiến, NTT Communications sẽ phát triển một đời sống xã hội chưa từng có tiền lệ trong tương lai. Một tương lai đem lại cảm giác an toàn và hài lòng cho mọi người. Sự tiến bộ của khoa học công nghệ mang đến cho con người một cuộc sống thuận tiện, an toàn và văn minh hơn. Nhưng cuộc sống của chúng ta không thể tốt đẹp nếu môi trường xung quanh bị ô nhiễm và chứa đầy rác thải. Chính vì thế, nhiều phong trào hoạt động đã được khởi xướng để bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Phong trào chạy bộ nhặt rác bắt nguồn từ Bắc Âu và đến nay đã lan rộng ra nhiều nước ở trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tại Nhật Bản thì phong trào này cũng được chính quyền và người dân hưởng ứng một cách tích cực vì một Tokyo sạch đẹp và Nhật Bản sạch đẹp. Chính quyền thành phố Tokyo thường xuyên phát động tổ chức các sự kiện vì môi trường và hôm nay là ngày tổ chức sự kiện chạy bộ nhặt rác. Trong tháng 10 năm 2023, hoạt động chạy bộ nhặt rác đã được tổ chức bên dòng sông Sumida ở Tokyo. Giữa tiết trời mùa thu, ngay bên ngoài tòa tháp Skytree, cây cối đã được bao phủ bởi màu vàng và màu đỏ. Cảnh vật thật vô cùng xinh đẹp, nhưng trên mặt đất vẫn còn có rác. Chính quyền thành phố Tokyo đã tổ chức hoạt động chạy bộ nhặt rác nhằm hiện thực hóa hình ảnh thành phố Tokyo sạch đẹp nhất thế giới. Trong sự kiện này có 9 người dân tham gia, bao gồm cả trẻ em. Mọi người vui vẻ nhặt rác và thu gom vào các túi phân loại, bao gồm rác không cháy, rác dễ cháy, rác thải nhựa và vỏ lon. Thông qua hoạt động này, những người tham gia đã cùng chung tay bảo vệ môi trường và đều nhận ra tầm quan trọng của việc đóng góp cho xã hội. Chạy bộ nhặt rác là một hoạt động thể chất nhằm thu gom rác trong lúc chạy bộ. Hoạt động này có nhiều hình thức khác nhau, ví dụ như đi bộ nhặt rác hay thi chạy bộ nhặt rác như một cuộc thi chuyên nghiệp. Đây là một hoạt động mà mọi người có thể làm cùng nhau và chung tay dọn dẹp thành phố. Thành quả hôm nay là 2,5 kg rác. Mọi người đã làm rất tốt. Rác được thu gom sẽ được phân loại thành vật liệu dễ cháy và không cháy. Tôi nhận ra có nhiều rác hơn tôi nghĩ. Sau sự kiện hôm nay, tôi muốn được tham gia những hoạt động như thế này lần nữa. Khi cháu nhìn xung quanh, cháu nhận ra là có rất nhiều rác. Cháu thấy rất thư giãn khi nhặt rác. Có rất nhiều vỏ lon rỗng, giấy rác và đầu mẩu thuốc lá. Cháu nhận ra việc nhặt rác là vô cùng quan trọng. Chúng tôi sẽ khiến Nhật Bản trở nên xinh đẹp bằng các hoạt động của mình. Vì vậy tôi hy vọng các du khách yêu mến đất nước của chúng tôi. Tokyo sạch đẹp và Nhật Bản sạch đẹp là hình ảnh đã nổi tiếng trên khắp thế giới. Và điều đó đã được hiện thực hóa nhờ các hoạt động xã hội của mọi người dân. Việc kết hợp hoạt động thể chất với đóng góp cho xã hội đã đem lại hiệu quả để tạo nên một xã hội sạch đẹp và văn minh. Quý vị thân mến, quả thực chạy bộ nhặt rác là một hoạt động hết sức có ý nghĩa, vừa mang lại lợi ích cho sức khỏe của mọi người, lại vừa góp phần làm sạch và bảo vệ môi trường. Hy vọng rằng những phong trào bảo vệ môi trường thiết thực như thế này sẽ được duy trì thường xuyên và ngày càng được nhân rộng ở nhiều địa phương và nhiều quốc gia hơn nữa. Môi trường sống của chúng ta chỉ có thể trở nên trong sạch và an toàn nếu mỗi người dân đều có ý thức chung tay giữ gìn. Và chương trình 360 độ Nhật Bản ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.